công ty, tập đoàn đang chi hàng tỷ đồng cho mỗi quảng cáo mà bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi để thuyết phục bạn bỏ tiền mua những sản phẩm mà đôi khi bạn không thực sự cần. Báo chí, truyền thông đang cố nhồi nhét vào đầu bạn hàng núi thông tin, khiến bạn tin những thứ họ muốn tuyên truyền. Các bộ phim bạn xem, các cuốn sách bạn đọc, thậm chí một vài bản nhạc cũng đang nghe dùng ý ảnh hưởng tư tưởng của bạn. Ngày càng có nhiều người tìm đọc các loại sách và tham gia các khóa hướng dẫn cách thuyết phục người khác, cách chinh phục người khác, cách hướng người khác suy nghĩ theo ý của mình. Có rất nhiều thế lực xung quanh đang muốn bạn tin vào những thứ họ muốn bạn tin, muốn bạn thích những thứ họ muốn bạn thích, muốn bạn làm những thứ họ muốn bạn làm. Trong một thế giới đang muốn tranh giành sự ảnh hưởng như thế này, tư duy phản biện sẽ giúp bạn đột lá chắn, giúp bạn bảo vệ bản thân trước sự xâm lấn về lý trí. Bởi lẽ trong thế giới chúng ta có người như sói luôn muốn dùng lợi thế của mình để trục lợi từ người khác, có người như cừu chỉ biết chạy theo đám đông không suy nghĩ để rồi bị người khác lợi dụng, và cũng có người như chú chó bẹt rê chăn cừu có khả năng bảo vệ mình và những chú cừu chú sói. Bạn muốn mình là ai? Tất nhiên đăng ký khóa học này có nghĩa là bạn đã không muốn mình làm cừu. Còn lại, cho dù bạn muốn là sói hay chú chó bẹt rê, tư duy phản biện sẽ giúp bạn đạt được mục đích của mình. Khóa học này được chia làm 5 phần. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu về tư duy phản biện. Qua phần này, các bạn sẽ biết được tư duy phản biện là gì và nắm bắt được cái yêu cầu của nó. Phần thứ hai sẽ giúp các bạn biết cách xác định một cách lập luận cũng như thấu hiểu nó một cách trọn vẹn nhất. Phần 3 sẽ cung cấp những kiến thức logic cơ bản để bạn thể áp dụng chúng trong tranh luận và phân tích lập luận của đối phương của mình. Tiếp theo, các bạn sẽ biết được cách ngụy biện thường thấy trong tranh luận để có thể bác bỏ chúng hoặc lợi dụng chúng để bảo vệ quan điểm của mình. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng thảo luận về các rào cản đối với tư duy phản biện cũng như cách làm thế nào để rèn luyện tư duy phản biện một cách hiệu quả nhất.